Trường Đại học Mỹ sử dụng nhựa tái chế làm áo choàng tốt nghiệp. 2019 là năm thứ năm sinh viên Đại học Utah Valley, Orem, Utah, Mỹ mặc trang phục tái chế trong buổi lễ tốt nghiệp của trường. Sự kiện được tổ chức vào ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5. Áo choàng tốt nghiệp của trường Utah Valley được đặt hàng từ công ty mũ và áo choàng UpHorn, trụ sở tại Salem, Virginia, Mỹ, doanh nghiệp chuyên sử dụng nhựa tái chế để làm lễ phục. Mỗi chiếc áo sử dụng khoảng 23 chai nhựa Quá trình sản xuất gồm nhiều công đoạn. Đầu tiên nhựa sẽ được cắt và nấu chảy, rồi được chuyển hóa thành sợi tơ, sau đó sẽ được dệt và nhuộm. Áo choàng tốt nghiệp của sinh viên Đại học Utah Valley đã tận dụng khoảng 70.000 chai nhựa từ các bãi rác trong năm 2019. Theo đại diện công ty Uphorn, những chiếc áo choàng làm từ nhựa tái chế có khả năng chống nhăn, nhẹ và mềm hơn sợi poly thường sử dụng để làm lễ phục tốt nghiệp truyền thống. Kevin Watkins, giám đốc bộ phận quan hệ sinh viên của trường, hào hứng nói. Mặc dù được làm bằng nhựa tái chế, mọi người đều cho rằng trang phục của trường chúng tôi mới và trang trọng. Tiết lộ về chi phí sản xuất, giám đốc Wackenhorst cho biết, giá thành áo làm từ nhựa tái chế không khác biệt so với áo làm từ sợi poly, nhưng sử dụng nhựa tái chế phù hợp với sứ mệnh của trường Utah Valley là bảo vệ môi trường. Khi sinh viên đội mũ và áo choàng, chúng tôi muốn họ biết rằng họ đang giúp xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững, giám đốc Wackenhorst nói. Tu Anh, theo AP.